Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ân cần thăm hỏi và chúc các thượng tọa, đại đức, sư sãi, à cha, Phật tử, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Trôn Trần Nam Thơ Mây vui tươi, an lành, đoàn kết, tiết kiệm. Đồng thời bày tỏ mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã tặng hơn 50 phần quà Tết cho thượng tọa, đại đức, sư sãi, à cha và người Khmer tiêu biểu ở thành phố Cần Thơ. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đã đến thăm chúc Tết Trôn Trần Nam Thơ Mây 2022 tại chùa Ochim Prusa, chùa Sasa Narang Say và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang.